hơi nửa người là xong xong nó tê nửa người luôn. À, lên ghế đi con. Đắp lên cao. Buông tay ra đi, bữa nay tròn tới trước, tròn tới trước ngồi được rồi, đúng rồi. Người của mình cân bằng trước, đúng rồi, cân bằng lên trước. Cân bằng lên trước. Mẹ cái chân lên chút. Đúng rồi đó. Chuẩn bị cân bằng được đó, đúng rồi. Cố gắng cân bằng nữa rồi, mẹ cái chân lên chút. Ok, chúc mừng đi. Đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Yeah. Bye bye, bye bye. No see you again. Mà đây, không giữ cái mối này nữa đâu, về đi. Hả? Lại thầy chi lên lại Phật đi. Tụi bay chơi tính muốn tiễn thầy lên Vũ Quyền Thất Tổ mà. Được rồi, lên lễ Phật đi.